Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Huy của Robot. Ở trong video này là mình sẽ giới thiệu với anh em về cái bộ đôi bắn tỉa cực mạnh ở cái mùa 9.3 này. Robot là Crisis và Titan là Newton. Hai cái con Robot cộng Titan này là việc nhẹ lưỡi cạo rồi, bắn sau lên và diệt cái con Crisis bên kia. Cái con Crisis thì nó cũng nằm trong cái meta tàng hình ở cái thời hiện tại, cho nên mình sẽ cần phải là sử dụng cái mắt soi để mà trị những cái con robot có cái khả năng là tàng hình, cũng như là lắp cái con drone back, cũng như là cái tàu mẹ có cái khả năng tàng hình, như vậy thì mới có thể sốc cái địch được nhanh hơn. Rồi 2 kill rồi, việc nhẹ lưỡi cao bắn tỉa, chỉ cần chúng ta chỉ cần chọn một cái vị trí đẹp được rồi. Còn cái con drone mà mình sử dụng ấy thì đó chính là cái con drone catcher. Thực ra drone catcher mục đích của nó ấy, là sẽ giúp cho cái con Crisis này có một cái tốc độ di chuyển nhanh hơn, chứ không phải là cái khả năng tăng đam đến từ cái con drone catcher khi mà nhắm mục tiêu anh em nhá. Tại vì bắn tỉa mà chúng ta sẽ cần phải là rồi 1 kill nữa đó, thì đó là cái việc tầm quan trọng của cái tốc độ di chuyển trong cái thượng game của robot này. Nó quan trọng hơn là cái việc tăng đam 25% đam đó khi mà vào cái mục tiêu, khi mà sử dụng cái con drone catcher này. Thì cái con Crisis này nó không có cái khả năng áp sát, không chơi áp sát được, nhưng mà cái con drone catcher này nó sẽ cung cấp cho con Crisis cái khả năng tốc độ di chuyển nhanh này, cũng như là cái hồi lại được lượng máu đó. Rồi mình đã so tàng hình rồi, nhưng mà bộ cạp anh ta đã chạy qua cái vị trí kia rồi, cho nên mình không bán được nữa. Rồi ở vị trí này thì tạm thời mình đã sắp đủ cái thanh Titan rồi nha, sắp xuất phát được cái nhân vật chính thứ hai của cái trận đấu này, đó chính là cái con Titan Newton, Titan để bắn tỉa cùng với lại cái con Titan cùng với con robot là cái ship. Rồi đây, rồi Newton ra trận rồi anh em ạ. Rồi hất cái địch lên, ui đây là ra vào nhà, anh ta sẽ dùng kỹ năng đúng không? Ui anh ta kịp thời phản ứng, tuy là hơi chậm một chút nhưng mà vẫn kịp thời để phản ứng cái kỹ năng. Ui lại tàng hình lần nữa, à đâu rồi, lại sử dụng cái kỹ năng vô địch lần nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tìm một cái vị trí đẹp nhá. Rồi xong, cái kỹ năng đầu tiên bắn ra của cái con Titan Newton này thì cái lượng đam của nó sẽ rơi vào là 60.000 máu. Còn ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một số những cái hiệu ứng tăng đam đến từ con phi công của Titan này, cũng như là cái module của Titan. Thì mình đã sử dụng cái module là tăng đam cho Titan nhé, thì tăng 15% đam cho Titan lên robot nhé, và cộng thêm 20% nữa lên mục tiêu. Nếu mục tiêu là Titan thì nó sẽ bắn vào Titan thì sẽ rơi vào khoảng là 15 cộng 20 là 35% nhé. Còn khi bắn vào robot thì nó chỉ có tác dụng là 15% đam thôi. Thì như vậy thì bắn cái kỹ năng rồi một phát, ui hất cái con Titan lên, anh ta bắn mình ghê quá anh em. Rồi xong, anh ta thực ra bắn cái con Titan dốc này rất là khó luôn, nhưng mà cái con Titan dốc này khi anh ta chưa có được cái hiệu ứng mà mắc hiệu ứng module RA, miễn hiệu ứng phòng thủ ấy, thì anh ta đã lao lên rồi. Như vậy thì làm sao mà đỡ được. Thực ra ấy, dốc vẫn có thể đỡ được cái lượng đạn, lượng điện của cái con Titan Newton này nhá, nhưng phải chơi là 3 module RA anh em nhá. Đấy mới là cái cách chơi chuẩn của cái meta hiện tại, là cái dạng cái con Titan dạng tanh ở cơ thể hiện tại. Như vậy thì mới có thể là hất lên rồi Nolan. Thì ấy, cái Titan nếu mà muốn đỡ được cái lượng đạn, lượng sốc đam đến từ nhiều robot này, cũng như là đặc biệt là với lại trị những cái vũ khí của Titan ấy, thì chúng ta sẽ cần phải lắp 3 module RA cho Titan Rock cũng như là Titan Luchador. Như vậy thì mới có thể trâu mà chống được cái lượng sát thương anh em ạ. Đó, như vậy rồi hất lên rồi, anh bạn này cũng chưa mắc RA đâu, chưa mắc RA thì sắp vào lợi luôn anh em ạ. Mình chơi cái con kế sheet này ấy, là chơi mắc đam anh em nhá, mắc đam luôn, kể cả cái kỹ năng của phi công cũng là mắc đam luôn. Như vậy thì nó mới gọi là sức đam của địch được anh em ạ. Còn ấy, cái kỹ năng hất lên của cái con Titan Newton này, hất lên hất lên một phát đúng không, xả một băng đạn đúng không, khi mà anh ta bay lên ấy vẫn còn có thể xả thêm một băng đạn nữa, có thể là tổng cộng là chúng ta có thể xả được 2 băng đạn luôn ấy đó. Lát nữa mình sẽ làm lại cho anh em thấy nhá, có nghĩa là khi mà hất mục tiêu lên thì chúng ta có thể xả 2 đạn rồi bắn con Titan dốc này, rồi ta vỡ khiên rồi nha. Rồi hất, anh ta bay lên rồi xả một băng đạn này đó, ôi rồi mắc đám rồi, mà anh ta vừa rồi đúng không,
Pha đầu tiên mình bắn đúng không, là anh ta bị vỡ khiên rồi. Pha thứ hai, anh ta nếu chưa có khiên để mà thay thế ấy, thì toàn bộ lượng đạn này nó sẽ vào cái máu của con Titan Rock luôn. Mà Titan Rock chưa có được cái hiệu ứng Max RA, Max cái Modern RA 60 stack ấy, thì không thể nào mà đỡ được cái lượng đạn này đến từ cái con Titan Newton. Mà chơi cái theo cái đối chơi là Max Dam anh em nhé. Đối chơi Max Dam có nghĩa là sử dụng 4 module tăng Dam, và cái kỹ năng của con phi công ấy là sử dụng là 5 kỹ năng tăng Dam luôn. Còn nếu như mà chúng ta trường hợp mà chúng ta gặp một cái con Titan Newton tương tự ấy, thì chúng ta sẽ cần phải chơi rén anh em nhé. Sẽ cần phải đừng có vội cả. Chúng ta sẽ cần phải lựa chọn một cái vị trí an toàn và ưu tiên là tấn công mục tiêu trước. Tấn công xong rồi săn cái mục tiêu đó trước thì chúng ta mới nắm được cái thế là ưu thế. Như vậy thì chúng ta mới trị được cái con Titan Rock, hoặc trị cái con Titan Newton ở bên phía tiên địch, nếu như mà bên địch có Titan Newton. Chứ đừng có di chuyển bừa bãi anh em nhé. Di chuyển sai mà bị hất lên một phát là sắp đam sắp lợi luôn em ạ. Đó, như vậy thì đó, toàn bộ cái video vừa rồi đó chính là một cái hướng một cái bộ đôi hoàn hảo bắn tỉa đến từ cái con robot kế ship và Titan Newton, bắn xa đam to, bắn xa đam to nhưng mà sốc đam lượm kill đơn giản chỉ trong vài nốt nhạc thôi. Đó, cực kỳ đơn giản luôn. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải sợ những cái con robot như là con Lin này anh em này, nhảy lắm anh em, nó nhảy lắm. Ui rồi xả, ui rồi nhảy lắm, nó cứ né đạn này, nó nhảy né đạn này. Từ nãy tới giờ thì mình đã kill được tổng cộng là sẽ rơi vào khoảng 18 đến 19 kill rồi, cực kỳ mạnh luôn. Đó, robot bắn tỉa mà đam lại to, mà robot bắn cận chiến thì đam lại không to anh em ạ. Thật là vô lý anh em nhỉ. Lẽ ra là cái khẩu súng bắn cận chiến ấy, là cái bộ súng dao phóng lợ này, súng loa này, lẽ ra đam nó to mới đúng. Chứ nếu mà chúng ta đã mất công, mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu lượng máu, kỹ năng để mà có thể áp sát mà đam còn bẹn nữa thì vậy thì không công bằng cho cái bộ súng cận chiến anh em ạ. Đó, vừa rồi là toàn bộ cái chia sẻ với con robot kế sít cũng như là cái con Newton là bộ đôi hoàn hảo bắn tỉa. Nếu như anh em thấy video hay và giúp ích truyền cảm hứng cho anh em, đừng quên để lại cho Huy một lượt like và một lượt đăng ký kênh, bình luận hay ý kiến của mình mà chúng ta có thể cùng chia sẻ kỹ năng. Xin chào và hẹn gặp lại.